không theo khuôn khổ nhất định như giấy dán tường. Tranh trang trí 3D được thể hiện trên nhiều không gian khác nhau như trần, tường phòng ngủ, phòng khách. Dưới đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ, tranh 3D được bố cục linh hoạt cho tương xứng để phù hợp với không gian của ngôi nhà. Trần mây hoặc là tranh 3D thì bây giờ là xu hướng rất là hot hiện nay cho các nhà riêng, các quán trang trí, quán ăn, quán karaoke, cà phê, quán trà sữa. Thì hầu như các quán bây giờ đều trang trí. Về xu hướng tranh tường thì chúng ta trang trí trên một nền tường bất kỳ, dù là lồi lõm các địa hình thì chúng ta sẽ có những bức tranh khác nhau và tạo được điểm nhấn, độ ấn tượng. Đối với nhà riêng thì vẽ trần mây hoặc vẽ tranh 3D sẽ tạo nên độ sâu rộng, làm rộng cho không gian của phòng khách hay làm mát, làm dễ chịu. Thay vì để trần trắng đơn điệu thì những bức tranh trần 3D này luôn tạo cho người sử dụng có cảm giác được sống trong một không gian mở và không bị bó hẹp. Độ bền lâu của những bức tranh này có thể kéo dài từ 5 năm đến 7 năm. Một số tranh được bảo quản tốt có thể hơn 10 năm. Bên cạnh đó, chất liệu sơn dùng trong vẽ tranh tường không mùi, không... Về chất liệu vẽ thì bên tranh tường Vĩnh Phúc sử dụng chất liệu là màu 3D, gốc agaric, tức là gốc nhựa. Thì có độ bám dính cao và khi khô thì sẽ không bị bay màu. Nó sẽ kết thành dạng nhựa, một lớp nhựa phủ lên bề mặt tường. Thì để độ bền được cao, tức là nếu trong nhà chúng ta có thể độ bền được đến 20 năm, thì điều đầu tiên để độ bền được cao thì chúng ta nên tránh là bị tường bị ngấm nước. Khi bị ngấm nước từ trong ngấm ra thì nó sẽ lở theo từng mảng. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý nhất. Còn lại khi vẽ ngoài trời thì sẽ được 7 đến 10 năm vì là độ bám dính rất là cao. Chỉ với từ 200 đến 300 nghìn một mét vuông, giải pháp tranh 3D cũng là một sự lựa chọn hợp lý cho nhiều gia đình muốn làm mới ngôi nhà của mình, với rất nhiều chủ đề tranh phong phú luôn mang lại cảm giác mới mẻ trong nhà. Vâng, giá vẽ tranh tường thì có giá dao động rất là khác nhau, có thể từ 150.000 cho đến 1 triệu đồng một mét vuông, tùy theo kiểu tranh khó hay dễ và tùy theo tay nghề của mỗi đơn vị tranh tường. Thì đối với tranh tường Vĩnh Phúc thì càng ngày càng hoàn thiện mình hơn để phục vụ nhu cầu quý khách được tốt nhất, được ra những sản phẩm, những bức tranh đẹp nhất, ưng ý nhất cho chủ nhà với giá cả thì phải chăng.